Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại phố Hàng Thang, quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Và phía trước cô bác quý anh chị đó là một cái ngôi chùa cổ có niên đại rất là lâu rồi. Và chùa này có tên gọi là chùa Hè Nhai. Và trong ngôi chùa này có một điều khá là đặc biệt và ấn tượng để cho Bùi Hồ phải nán lại Hà Nội một đêm nữa trong một lần chuyến công tác này, để quay về một cái điều đặc biệt đó cho cô bác quý anh chị, cũng như là cho cô bác quý anh chị tìm hiểu một cái sự tích khá là ly kỳ nha. Bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để bước vào chùa Hè Nhai nha. Sáng đi đến đây thì chùa vẫn đang tụng kinh với cô bác quý anh chị. Trời thì hôm nay ở Hà Nội thì lại có mưa phùn, ướt mặt đường thôi nhưng mà không ướt áo nữa. Ồ, đây có vẻ là cây bưởi thì phải, nhưng mà tất cả trái bưởi ở đây là đều màu vàng hết ta. Đúng rồi, đúng là cây bưởi rồi nè, mình ngửi lá xem sao. Đúng rồi, đúng là bưởi rồi. Nhưng mà cây bưởi ở đây đều màu vàng hết à. Ồ, đẹp quá luôn á. Ồ, nhìn kìa. Ồ, có khi nào mà thấy cây bưởi nó bự giống gì không? Bà cụ ở đây thì có ốc cúng để mà thắp nhang lên, sau đó chuẩn bị phóng sinh của bác quý anh chị. Nhang đằng kia kìa. Ở chùa cổ tự mà có rất nhiều, rất là lâu đời. Cô bác quý anh chị thấy không? Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng để cho cô bác quý anh chị xem. Đây là một cái bảo tháp Ấn Quang, chùa Hồng Phúc, Hè Nhai. Lúc nãy mình vào chùa thì các Phật tử đang cúng và Bùi Hồ phải ngồi đợi cặp bên chùa Hè Nhai. Khoảng tầm 15 phút nữa thì các Phật tử sẽ cúng xong thì sẽ quay một điều đặc biệt cho cô bác quý anh chị xem. Và nói luôn, khi mà ra Hà Nội thì mình phải uống một cái cốc trà đá, một cái cốc trà như thế này để mà đợi nè, cặp vỉa hè thôi. Một cốc trà này là bao nhiêu tiền cô nhỉ? 3.000 hả? Ở đây thì thường ít uống đá à? Chỉ uống chè. Chỉ uống chè thôi, không uống đá. Có uống không? Có đá. Có đá. Có trà đá được, nhưng cái cần cho tay là vì người ta không cho có đá. Còn cái uống đá là có đá, không uống đá. Vâng. Người ta trời mưa không uống đá nên mình cốc chè này là 3.000 đồng là không để đường. Chè ở đây không đường. Vâng. Có đường thì 5.000. Có đường thì 5.000 hả? Phía sau lưng chánh điện chùa Hè Nhai cô bác anh chị. Ở bên đây thì có tượng của thập điện Diêm Vương là 5 vị ở âm phủ. Và bên đây là tượng vua Ban Quỳ. Đây, cô bác anh chị sẽ thấy rõ. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh một vị sư đang ngồi trên lưng nhà vua. Thì nói về sự tích này thì có một cái câu chuyện như thế này cô bác quý anh chị. Trước đây vào thời vua Lê Huy Tông thì lúc đó thì Nho giáo lấn át Phật giáo, thì vua mới đuổi tất cả các vị sư phải lên gần, nếu ai chống đối thì coi như là mang trọng tội. Nhà sư Tông Diễn ông mới lên gần và ông muốn quay trở lại, thì ông mới gửi cho vua một cái hộp gọi là có chứa ngọc quý đó. Thì sau đó thì nhà vua mới mở ra, thật ra thì nói ngọc quý trong đó thật ra là những cô biết không, trong nhà tổ đấy. Dạ, cô có biết sự tích đó không? Không hiểu rõ đâu. Dạ. Chùa nhưng mà cũng được thầy bạn rồi nhưng cũng lại cứ chưa thầy đã thầy. Nhưng mà cô có thể nói rõ cho cháu nghe được không? Cháu Đồng Tháp kìa. À, cháu Đồng Tháp à? Vâng. Là cái vua này thì đi tu xong thì về chùa thì đâu là anh nhớ cái ngày đại là thầy giảng là ông ấy bà ơi, ông tầm bóp.
đâu ra. Cô cũng không hiểu rõ bà ơi, bà hiểu rõ sự thích của vị vua mà dưới dưới tượng Phật. Tượng Phật đi. Nãy giờ thì cũng đợi thầy để mà tụng kinh xong thì Bụi Hồ có nhờ thầy thuyết giảng để cho rõ hơn. Cái ngôi chùa Hề Nhai này nó tồn tại rất là lâu đời rồi. Cái pho tượng này nó tích cái chuyện là năm 1678, thời vua Lê Hy Tông. Thì khi đó vua Lê Hy Tông chưa biết đến Phật Pháp và có cái chính sách là xua đuổi tăng ni và đuổi hết, phá giữa chùa chiền, đuổi hết tăng ni lên rừng. Thì khi đó tổ tông diễn của chùa Hề Nhai đã phát nguyện ở lại, biết được cái sai của cái vị vua Lê Hy Tông này, phát nguyện ở lại để giáo hóa cho cái vị vua Lê Hy Tông. Thì khi đó tổ mới chuẩn bị cái hộp và đi vào trong cung vua. Thì khi đến cung, nhưng mà do lính và các quan không cho vào, thì tổ mới nói ta có một viên ngọc và trinh vào muốn trình cho vua, để tặng cho vua. Thì vua, cái lính và quan lúc đấy vào bẩm với lại vua như thế, thì vua cho người ra để lấy. Nhưng mà tổ nói rằng cái viên ngọc này chỉ có vua hoặc là người ăn chay trì chay giữ giới mới có thể nhận được. Thì lúc đó ấy, thì mới cho mời tổ vào. Thì tổ vào ấy, thực chất trong cái hộp đó nó không có ngọc gì cả, mà tổ vào lúc đó gặp vua và tổ đã giáo hóa được cái vị vua Lê Hy Tông này, biết cái sai trái của mình là cái việc tội lỗi là phá, gọi là phá hoại tam bảo, nó phạm tội ngũ nghịch. Thì khi đó vua Lê Hy Tông mới giác ngộ ra cái việc làm của mình sai trái, lúc đó mới cho xây lại chùa chiền và tạc cái pho tượng vua quỳ sám hối Phật như thế để tỏ cái lòng thành, cái sám hối của mình. Đấy là cái tích, cái chuyện mà vua Lê Hy Tông tạc cái pho tượng vua quỳ phủ phục là cho Phật ngồi trên để tỏ cái lòng sám hối của mình. Tượng vua quỳ ở chùa Hề Nhai thì giờ rất nhiều chùa nó có rồi, tạc y nguyên nguyên bản này, nhưng mà không có được cái như này vì chú đây đấy là vua quỳ, nhưng mà ở trên nếu mà không ai nhận ra thì tưởng là một hình tướng của vị tỳ khiêu, vì Phật ấy, hình tướng làm khoác y tỳ khiêu, nhưng đấy đầu cũng chọc, nhưng mà giữa lại là ngực lại là chữ vạn. Dạ. Đấy là cái đặc điểm đặc biệt của cái tượng cổ chùa Hề Nhai, nó như thế, cái tích nó chỉ có thế. Dạ. Thầy cho con hỏi đây là vậy thì tượng này là tượng của vị vua riêng và tượng của vị Phật đó là riêng hay là đúc liền khối luôn ha thầy ha? Dạ riêng ạ, vì là tạc như thế không thể tạc liền được. Dạ. Tạc riêng xong là gắn cái bệ. Dạ. Vậy là cái tượng của tượng như thế này thì đã có niên đại rất lâu hả thầy? Rất là lâu rồi ạ. Dạ. Từ năm 1678. Dạ. Hôm nay con có dịp về đây được nghe thầy và giảng về tượng này hay. Thầy con thì ở Đông Tháp, con qua đây thì con thấy tượng bên đây cũng thầy có thể giảng về đây về là Phật. Hai cái vị mà tạc bằng đá này này. Dạ, là hai vị mà thầy mà tương truyền là chùa Hề Nhai là hai vị này được phong làm nhũ mẫu. Dạ. Vì là hai vị này có công cúng dường và xây dựng và chùa Hề Nhai rất là nhiều từ thời xưa, nên là các tổ ngày xưa nó chọn tạc hai cái vị này để thờ. Hai vị này ngày xưa có công xây dựng đóng góp vào chùa Hề Nhai. Con còn có ấn tượng nữa là một điều nữa là ở ngoài trước chùa có một cái hình, một cái lưỡi phải lưỡi liềm không có thầy ha, đang treo ở ngoài trước á. Ở đâu? Dạ, ở đây ạ. À. Ông xong ông xuống để cho cháu nó còn đây cho xuống luôn. Dạ.
hôm nay được may mắn được mời thầy để mà giảng pháp cho mình nghe. Đây thầy. Ở đây. À đây. Đây là cái khánh. Cái khánh à thầy? Vâng, cái khánh này niên đại rất là lâu rồi, đó là khánh cổ. Dạ. Rồi nha. Đúc đúc từ rất là lâu, niên đại thì các nhà là nhà khảo học vẫn chưa tìm ra được, vì là cái bản này ấy, kể cả những cái bia ngoài kia cũng là những cái bia mà bia cổ nói về cái niên đại của chùa này, nhưng mà nhiều nhà đến đây cũng chưa tìm được. Dạ. Nhưng mà nó rất là cổ. Hai cái chùa và cái khánh là cũng cặp với nhau. Dạ. Cái khánh này là ở đây là mục đích là làm gì hả thầy ha? Mà khi cái khánh và cái chuông này, dạ, khi mà có cái đại lễ lớn thì các sư mới đánh thôi. Dạ. Còn không tự nhiên mà mình nên đánh. Dạ. Đại lễ lớn ví dụ như là Phật Đản hay là Vu Lan, dạ, mà có làm lễ tụng kinh hay gì đấy thì có thể là đánh chuông đánh khánh, hoặc dỗ tổ, dạ, có thể lên đánh chuông đánh khánh. Dạ. Rồi con chân thành cảm ơn thầy, chúc thầy luôn có sức khỏe và an lạc. Vâng, cảm ơn chú. Dạ. Ồ, trong cái khuôn viên chùa Hà Nhai này là bắt gặp một cái tấm bia mà chữ Hán thì mình không có biết nhiều. Một tấm bia rất là cổ luôn cô bác quý anh chị. Đây nè. Nãy giờ đi vòng vòng cũng không có để ý nữa. Điều đặc biệt ở đây là những cái tấm bia cổ, những cái ấn tháp đằng kia. Và đây là những cái quả bưởi nè. Không biết đây là bưởi gì nữa. Đây là bưởi gì hả chú ha? Dạ. Bưởi diễn à? Diễn. Dạ. Cái làng diễn. Ồ, rất ngon hả chú hả? Thơm. À, cháu mới gặp cái trái bưởi mà màu vàng vậy á. Mình có dịp về Hà Nội đã ghé thăm một ngôi chùa cổ cực kỳ linh thiêng. Và nơi đây, những bức tượng nơi đây lưu giữ những cái dấu tích lịch sử gắn liền với vị vua Lê Huy Tông, nơi mà từ các vị vua đời trước đã coi Phật giáo là một tôn giáo chính, thì đến thời vua Lê Huy Tông thì ngày lúc đó thì Nho giáo lại lấn át Phật giáo, thì qua lời kể của sư thầy thì các vị sư bị đuổi lên gần, và bị nhà xua đuổi lên gần vì nhận được sự sai trái, nên nhà vua đã cho tạc một cái bức tượng nhà vua quỳ phủ phục dưới tượng của một vị Phật. Hôm nay thì Bùi Hùng muốn đến đây để quay một clip này về chùa Hà Nhai, để coi như cho cô bác quý anh chị có dịp về Hà Nội ghé vào đây thắp một nén hương để cầu mong cho gia đình bình an, hạnh phúc, cũng như tìm hiểu về những cái sử tích lịch sử từ rất là xa xưa. Thầy chắc video clip này Bùi Hồ sẽ kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại, chắc có lẽ là trước khi ra về thì mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về chánh điện của chùa Hà Nhai. Đây là chánh điện của chùa Hà Nhai. Mình phải đợi từ sáng sớm 9 giờ, khoảng 8 giờ mấy mình đợi, và đến nay thì giờ này mới được quay cho cô bác quý anh chị xem.